Xin chào các bạn, hôm nay Thợ Đèn sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách có tên là Lightship Hakunen Jidai no Jinsei Senryaku, tạm dịch là Lightship Chiến lược cuộc đời, sống 100 năm tuổi. Cuốn sách này là cuốn sách bestseller trên toàn thế giới và gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm tại Nhật các bạn ạ. Tiêu đề Cuộc đời 100 năm tuổi có ý nghĩa là như thế nào? Tiêu đề về cuốn sách có ý nghĩa là sự chuyển biến cuộc đời trong thời đại con người sống tới 100 năm tuổi và con người phải có chiến lược phù hợp để thích nghi với sự thay đổi này. Theo con số thống kê hiện tại trên toàn thế giới, số người có thể sống tới 100 năm tuổi chỉ chiếm từ 1 đến 2%. Tuy nhiên con số này sẽ có sự thay đổi trong thời gian tới. Những bạn trẻ sinh năm 2007 có tỷ lệ tới 50% sống tới 100 năm tuổi các bạn ạ. Con số này thật là khó tưởng, nhưng đó lại là sự thật. Điều này đồng nghĩa với con người cần phải thay đổi kế hoạch cuộc đời để thích nghi với sự biến động này. Và cuốn sách này giới thiệu với chúng ta những cách để thích nghi với sự biến động trong xã hội như thế. Trong video lần này, Thợ Đèn sẽ giới thiệu với các bạn hai điều mà cuốn sách nhấn mạnh. Thứ nhất, đó là thích nghi với sự lưu động giữa các giai đoạn cuộc đời. Và thứ hai, đó là coi trọng giá trị tài sản vô hình. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào điểm quan trọng thứ nhất, đó là thích nghi với sự lưu động giữa các giai đoạn cuộc đời các bạn nhé. Thời của ông bà cha mẹ chúng ta có 3 quãng thời gian quan trọng của cuộc đời, đó là thời đi học, thời đi làm và thời gian nghỉ hưu, vui thú điền viên với gia đình và con cháu. Tuy nhiên, trong dòng chảy hiện tại thì 3 cái quãng thời gian này đang dần có sự thay đổi. Chúng ta liệu có thể sống theo một dòng chảy cố định như thế này hay không? Thời của cha mẹ chúng ta có thể học hết cấp 2, cấp 3, người học cao thì có thể học hết đại học rồi sau đó đi làm. Những người học hết đại học sau này có thể làm được những công việc to tát, ổn định và có vị thế trong xã hội. Nhưng trong thời đại của chúng ta, học xong cao học khi đi làm vẫn còn khó khăn, chứ đừng nói sẽ tìm được một công việc ổn định lâu dài. Nói một cách hơi mỉa mai thì thời xưa, chỉ cần học hết đại học, sau này hàng ngày lên công ty, lên cơ quan, thong dong làm việc, đến tháng thì nhận lương, đến tuổi thì về hưu, tất cả suôn sẻ theo một dòng chảy như được vạch ra từ trước. Thời của cha mẹ chúng ta, họ đã sống như thế và không có nhiều trắc trở cho lắm. Nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ đang dần thay đổi các bạn ạ. Thứ nhất là kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhanh và mạnh. Thứ hai, thông tin tăng lên một cách chóng mặt. Thứ ba là tuổi thọ của con người sẽ tăng lên, kéo theo thời gian làm việc sẽ ngày càng dài hơn. Ví dụ như thời của cha mẹ chúng ta, có thể làm việc đến năm 55, 60 tuổi là có thể về hưu. Nhưng thời của chúng ta, liệu chúng ta có thể về hưu ở độ tuổi này hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu lấy ví dụ của Nhật Bản thì chúng ta có thể thấy tuổi về hưu của người Nhật hiện nay từ 60 đang được dần đẩy lên là 65 tuổi và sắp tới có thể sẽ là 70 tuổi các bạn ạ. Nhật Bản còn ưu tiên khuyến khích mọi người làm việc lâu hơn, lùi thời gian nhận lương hưu và họ cũng có những chính sách để ưu đãi cho những người nhận lương hưu muộn hơn. Một ngày không xa, những nước như Việt Nam sẽ giống như Nhật Bản của ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải làm việc dài hơi hơn. Không đến nỗi phải làm việc đến chết, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn các bạn ạ. Vì xung quanh chúng ta, mọi người sẽ sống lâu hơn và chúng ta không thể sớm trở thành gánh nặng cho xã hội được. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ lại 3 quãng thời gian, thời đi học, thời đi làm và thời gian nghỉ hưu. Nếu ngày xưa chúng ta sẽ bắt đầu từ việc đi học và sau đó đi làm rồi nghỉ hưu, thì ngày nay khi còn đang đi làm hoặc sau khi về hưu chúng ta sẽ có những khoảng trống. Ban đầu sẽ vẫn là đi học, sau đó là đi làm, nhưng chúng ta sẽ không thể về hưu ngay lập tức được. Chúng ta sẽ có một chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, sau đó thì sẽ phải tiếp tục quay trở lại để đi học, và học xong thì tiếp tục quay trở lại công việc. Vòng lặp này được lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó chúng ta mới có thể đi tới bước cuối cùng, đó là về hưu. Từ trước tới nay, chỉ cần học một lần là có thể đi làm cho đến hết cuộc đời. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không có chuyện đó, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi học trở lại nhiều lần, rồi phát huy những kinh nghiệm đã học được trong công việc cũ để áp dụng cho công việc mới. Sự biến đổi này trong cuốn sách này định nghĩa là sự thích nghi với sự lưu động trong các giai đoạn cuộc đời các bạn ạ. Bí kíp thứ hai để thích nghi với sự biến động của xã hội 100 năm tuổi đó là coi trọng tài sản vô hình. Nếu nói tới tài sản vô hình thì ban đầu chúng ta sẽ cần phải nói tới khái niệm tài sản hữu hình là gì. Tài sản hữu hình là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt, có thể đổi được thành tiền. Ví dụ như là cổ phiếu, tiền mặt, nhà đất, vân vân. Còn tài sản vô hình là những thứ chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt, không quy đổi được bằng tiền,
ví dụ như hiệu suất công việc, năng lực ứng dụng, khả năng thay đổi bản thân phù hợp với môi trường. Những thứ này nói cách khác thì đó chính là những kỹ năng làm việc, sức khỏe, khả năng giao tiếp, các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ với gia đình, vân vân. Tài sản vô hình tuy không được chuyển thành tiền mặt nhưng lại vô cùng quan trọng, đặc biệt từ giờ trở đi các bạn ạ. Từ giờ trở đi chúng ta có thể sống lâu hơn, nhưng điều gì xảy ra nếu đến khi về già, chúng ta có thể có một số tiền nhưng lại không có những thứ khác, đặc biệt là những thứ tài sản vô hình như sức khỏe, gia đình và bạn bè. Nhiều khả năng sẽ là một quãng thời gian về già tồi tệ của một người không có sức khỏe và phải sống trong sự cô đơn. Thực tế trong xã hội Nhật Bản, có rất là nhiều những người đã cố gắng làm việc khi họ còn trẻ, họ dành trọn thanh xuân và thời gian cho công việc. Họ có thể dành thời gian để đi uống, đi nhậu với bạn bè cho tới tận đêm khuya, nhưng họ lại không có nhiều thời gian dành cho gia đình và con cái. Sự mất cân bằng trong cuộc sống và công việc như thế này đã khiến cho nhiều người khi về già, mặc dù có được một số tiền nào đó ở trong tay, nhưng họ lại ngậm ngùi sống trong cảnh bệnh tật và sự cô đơn, thậm chí đó là sự xa lánh từ cả gia đình. Khi đi làm có thể có một số mối quan hệ tốt đẹp, nhưng khi về già thì mới nhận ra thực sự đó cũng không phải là những mối quan hệ thân thiết cho lắm. Bởi vậy, trong xã hội khi mà chúng ta ngày càng sống lâu hơn, có thể làm việc lâu hơn, thì những tài sản vô hình như mối quan hệ gia đình, bạn bè và đặc biệt là sức khỏe chúng ta ngày càng trở nên quan trọng các bạn ạ. Vậy làm thế nào để có thể thích nghi với sự lưu động của những giai đoạn cuộc đời và trân trọng giá trị tài sản vô hình? Đó là giữ cân bằng cuộc sống giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Làm thế nào để giữ được cân bằng vào cuộc sống cá nhân? Câu trả lời đó là tạo ra cho mình những khoảng thời gian ngoài công việc. Có được thời gian ngoài công việc có nghĩa là chúng ta sẽ có được thời gian mà tự bản thân mình có thể tự do quyết định được các bạn ạ. Khi có được thời gian, chúng ta có thể làm được nhiều điều. Chúng ta có thể tăng giá trị tài sản vô hình và chúng ta cũng đồng thời có thể tăng giá trị tài sản hữu hình. Ví dụ về việc chúng ta có thể tăng tài sản vô hình từ việc chúng ta tạo ra thời gian. Nếu bạn có thời gian, bạn sẽ có nhiều cơ hội để quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Bạn sẽ có thời gian để đi tập gym. Bạn sẽ có thời gian để ngủ đủ giấc. Bạn sẽ có thời gian để đi nhà sĩ. Có thời gian để đi du lịch để lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng. Chẳng hạn như ở Nhật, nhà sĩ thường ít mở cửa vào dịp cuối tuần, trong khi đó chúng ta phải làm việc từ thứ hai cho tới thứ sáu. Mặc dù muốn đi nha sĩ để chăm sóc răng miệng, nhưng không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian để đi nha sĩ định kỳ. Kết quả đó là đến lúc về già, hàm răng của chúng ta không còn được tốt cho nữa. Cá nhân thợ đèn thì khi đi làm ở Nhật cũng có thể hiểu được điều này. Hàng ngày thợ đèn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, 7 giờ ra khỏi nhà, 8 giờ tới công ty, rồi trở về nhà chừng 8 giờ tối, ăn cơm tối, tắm rửa, đọc qua các bản tin, đọc qua một vài trang sách rồi đi ngủ. Vòng xoáy này cứ lặp đi lặp lại từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật thì được rảnh hơn, tuy nhiên sẽ lại có những công việc khác chen vào. Do đó mà thời gian để quan tâm tới sức khỏe dường như là không có nhiều cho lắm nếu như duy trì cuộc sống theo cách làm hiện tại. Quan hệ gia đình cũng hoàn toàn tương tự. Khi làm việc quá nhiều sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình, không có thời gian để tạo ra những kỷ niệm cùng người thân. Những kỷ niệm này đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt khi về già. Do đó nếu hiện tại chúng ta không dành thời gian để tạo ra những kỷ niệm đẹp như thế, khi về già chúng ta sẽ có nhiều điều hối hận. Khi có thời gian, chúng ta cũng có thể sắp xếp để gặp gỡ những người khác. Nếu công việc quá bận rộn, chúng ta không muốn có những cuộc gặp gỡ ngoài công việc đâu. Có thể do bận, cũng có thể do thấy phiền hà và muốn dành thời gian cho gia đình và cho bản thân hơn. Trong cuốn sách này, có nhắc tới một chi tiết mà tự đèn thấy hết sức thú vị, đó là vai trò của những mối quan hệ ngoài công việc. Thực tế những mối quan hệ không quá sâu như quan hệ gia đình, không quá keo sơn như quan hệ gắn kết trong công việc. Đó có thể là những mối quan hệ nông, mang tính xã giao, nhưng nằm ngoài công việc. Những mối quan hệ này có vai trò vô cùng quan trọng và ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta sau này. Khi giữ được thăng bằng giữa công việc và thời gian cá nhân, chúng ta có thể có được quãng thời gian mà mình có thể tự do quyết định. Thời gian này sẽ làm phong phú thêm những mối quan hệ tuy nông nhưng rộng này. Và những mối quan hệ này đặc biệt là nó không phụ thuộc vào các mối quan hệ ở trong công việc. Có thời gian chúng ta còn có thể làm gia tăng giá trị tài sản hữu hình các bạn ạ. Gia tăng tài sản hữu hình là điều bắt buộc mà chúng ta cần phải làm từ giờ trở đi để có được một cuộc sống ổn định, độc lập và không phụ thuộc vào con cái khi về già. Chúng ta cần phải tiết kiệm nhiều tiền,
thời của ông bà cha mẹ chúng ta, chỉ cần tích lũy 4% thu nhập hàng tháng là có thể sống cuộc đời về hưu mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng thời đại của chúng ta, thời đại khi con người có thể sống tới 100 năm tuổi, con số này nó không còn phải là 4% nữa mà tăng lên gấp 6 lần các bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ phải tích lũy 25% tổng thu nhập hàng tháng. Con số này có thể sẽ cao hơn nếu chúng ta suy nghĩ trong xã hội Việt Nam khi có sự biến động rất lớn về giá cả và sự phát triển của nền kinh tế. Giả sử bây giờ bạn đang làm với mức lương là 10 triệu đồng mỗi tháng, bạn sẽ phải để dành 2,5 triệu để cho vào một quỹ đầu tư lâu dài và số tiền này sẽ được dành cho bạn sau khi bạn về hưu. Trích ra 1/4 tổng thu nhập chỉ để dành cho bản thân khi sau này chúng ta về già, thực sự có ổn hay không? Tùy vào cách sống của bạn, nhưng có thể đây sẽ không phải là phương án tốt nhất nếu như không muốn nói là hơi bị khó. Đặc biệt khi bạn có gia đình và mong muốn có một cuộc sống sung túc hơn, chắc chắn bạn sẽ không dám để ra 1/4 thu nhập hàng tháng để dành cho cuộc sống của bạn khi về già. Và có thể bạn sẽ dành nhiều tiền hơn cho gia đình và cho giáo dục con cái. Mình tin là như thế. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Có một cách giải quyết, đó là chúng ta có thể tăng nguồn thu nhập và giảm tỷ lệ phần trăm của số tiền mà chúng ta cần phải tiết kiệm đi. Tăng nguồn thu nhập thì có thể bằng cách là cả vợ chồng cùng làm việc hoặc làm thêm một công việc khác ngoài công việc chính hiện tại. Chia sẻ với các bạn một chút về xã hội Nhật Bản thì ngày nay xã hội Nhật Bản cũng đã dần thoáng hơn với việc cho phép nhân viên của mình làm một công việc khác ngoài công việc chính hiện tại trong công ty. Và thực tế có nhiều người đã tăng được mức thu nhập lên từ 1,5 thậm chí có thể là 2 lần so với mức thu nhập của công việc hiện tại. Giả sử cả vợ và chồng cùng đi làm và bạn có thêm một công việc phụ ngoài công ty thì khi đó bạn sẽ vừa phải lo lắng công việc gia đình và con cái, đồng thời cần phải có thêm thời gian để học những điều mới phục vụ cho công việc này. Muốn làm được điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải có một khoảng thời gian, một quỹ thời gian nhất định các bạn ạ. Do đó chúng ta bắt buộc phải có thời gian ngoài công việc trên công ty. Muốn làm được như vậy thì chúng ta cần phải duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tóm lại, cuốn sách này đã giới thiệu với chúng ta những nội dung như sau. Thứ nhất, đó là cuộc sống của chúng ta đang dần thay đổi và chúng ta sẽ sống lâu hơn và làm việc lâu hơn. Tương lai, chúng ta có thể làm việc tới 100 năm tuổi và điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy, để thích nghi với cuộc sống như thế này, chúng ta cần phải ưu tiên hai việc như sau. Thứ nhất, đó là thích nghi với sự lưu động của các giai đoạn trong cuộc đời. Thứ hai, đó là ưu tiên tăng giá trị tài sản vô hình, ví dụ như sức khỏe, các mối quan hệ gia đình, các bạn nhé. Để làm được điều này, bắt buộc chúng ta sẽ cần phải giữ được sự thăng bằng giữa công việc và thời gian dành cho cuộc sống cá nhân, cũng như công việc phụ các bạn ạ. Điều này không có nghĩa là cổ suý chúng ta sẽ bỏ bê công việc chính mà ưu tiên cho những thứ khác. Chúng ta sẽ vẫn làm và làm hết mình với công việc chính. Bên cạnh đó, không quên là mình có công việc phụ để thoát khỏi cuộc sống hiện tại và dần thích nghi với cuộc sống phía trước của chúng ta. Bài hôm nay, Thợ Đèn đã chia sẻ với các bạn cuốn sách Life Shift, Chiến lược cuộc đời, thời sống 100 năm tuổi. Các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về những cuốn sách bestseller tại Nhật và trên thế giới, các bạn có thể subscribe để chúng mình gửi đến các bạn những nội dung mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách lần sau. Mata Aimashou.